Kính thưa các hội đồng cán bộ giáo viên, các học sinh thân mến, để chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh cùng với kỷ niệm 126 năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu, Bộ văn nghệ của nhà trường và các học sinh trường mầm non Yên Sở xin gửi tặng các thầy cô giáo và các bạn học sinh của chương trình văn nghệ đặc biệt. Sau đây